Chào mừng các bạn đến với kênh Tiểu học Channel. Hôm nay, cô sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện cổ tích thế giới. Câu chuyện được mang tên Chú Lính Chi Dũng Cảm. Các bạn cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé. Một cậu bé đang ăn mừng sinh nhật của mình. Cậu bé nhận được rất nhiều bưu kiện quà tặng và rất nóng lòng mở chúng. Ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc và khách khứa đã ra về, cậu bé ngồi xuống mở từng món quà. Có đủ mọi loại quà, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu bé nhất là một gói quà dài và cậu quyết định sẽ mở nó ra trước. Trong hộp quà là 12 chú lính bằng chì. Chúng đều mặc quân phục và mang súng. Cậu bé lôi ra từng chú một khỏi hộp và để các chú đứng trên bàn. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy chú lính cuối cùng khác với những chú lính còn lại. Chú chỉ có một chân. Cậu bé tự hỏi không biết chú lính này có thể đứng nghiêm trang như những chú lính khác không. Trong một hộp quà khác, cậu bé tìm thấy một tòa lâu đài. Chị của cậu bé tặng cho cậu bé một cô phụ nữ. Cậu bé cũng đặt cô ấy ra ngoài lâu đài. Cậu đặt một vài cái cây bằng bìa cứng xung quanh lâu đài và một cái gương trước nó. Khi cậu bé đặt một vài con thiên nga làm bằng sáp lên tấm gương, nhìn chúng giống như đang bơi trên hồ. Cậu bé đã tạo nên một lâu đài hoàn hảo. Trước khi đi ngủ, cậu bé cất tất cả những chú lính chì vào lại trong hộp. Chỉ còn chú lính chì một chân bị bỏ lại để canh gác cô phụ nữ trẻ. Chú lính chì rất vui, chú cứ nhìn chằm chằm cô phụ nữ. Khi chú bắt đầu mệt, chú dựa vào một cái lọ gần đó. Cái lọ bỗng mở ra và một chú hề trông rất đáng sợ xuất hiện. Chú lính chì giật mình, nhưng chú vẫn đứng đó, không cảm xúc. Sáng hôm sau, chú lính chì một chân thấy mình đứng gần một cánh cửa sổ đang mở. Chú lính chì phân vân rằng không biết đây có phải là do chú hề làm không. Một cơn gió mạnh thổi tới, chú rơi khỏi cửa sổ từ lầu 3. Cậu bé cùng với người hầu của cậu, Marie, cứ tìm kiếm mãi nhưng không thể tìm thấy chú lính chì. Hai cậu nhóc để ý thấy chú lính chì một chân. Chúng quyết định đưa chú lính chì lên một chuyến đi xuống máng xối. Một cậu làm một chiếc thuyền giấy và đặt chú lính chì vào đó. Một cậu để mạnh chiếc thuyền. Những con sóng xô đẩy chiếc thuyền, nhưng chú lính chì vẫn đứng thẳng. Khi đi qua một lối thoát nước, một chú chuột lớn đuổi theo chiếc thuyền và chú lính chì nghĩ rằng mình tới số rồi. Nhưng ngay giờ phút đó, chú nghĩ tới cô vũ nữ. Nếu có cô vũ nữ bên cạnh mình sẽ không có gì để lo lắng nữa. Tuy nhiên, chú đã gặp may mắn. Chú chuột bị bỏ lại phía sau và bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Khi chiếc thuyền bị thủng một lỗ to, nước bắt đầu tràn vào trong. Nhưng không phút giây nào chú lính chì dũng cảm gào khóc kêu cứu. Chú không hề tìm cách để cứu bản thân. Chú đứng vững và thẳng, mắt nhìn về phía trước. Và nước đã chạm đến thắt lưng của chú. Chú lại nghĩ về cô phụ nữ xinh xắn. Nếu cô ấy có ở đây, ít nhất cô ấy có thể thấy rằng mình đối mặt với cái chết dũng cảm ra sao. Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy và cô ấy sẽ không bao giờ biết được mình yêu cô ấy đến mức nào. Tai ương vẫn chưa kết thúc. Dòng nước trở nên mạnh hơn và chiếc thuyền giấy bắt đầu tan ra. Nó chìm sâu và dần cho đến khi rách ra và chú lính chì thấy mình đang ở trong dòng nước. Nghĩ rằng giây phút cuối đời đã đến, chú lính chì giữ súng nghiêm trang, kiên định, không buông vũ khí. Ta sẽ chết với vẻ nghiêm trang, chú nghĩ. Không lâu sau, một con cá lớn trong kênh chú ý thấy chú lính chì. Nó bơi tới và nuốt chú vào trong bụng. Trong bụng con cá rất tối. Khi con cá bơi lên và bơi xuống, chú lính chì bị lắc mạnh. Chú đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau đó, dường như con cá đã nằm bất động. Chú cảm thấy có ai đó nhấc chú lên khỏi cái bụng của con cá. Và sau đó thốt lên: "A ha! Đó là một chú lính chì. Con cá đã bị bắt và bị bán. Và thật trùng hợp,
Nó bị bán tới nhà của gia đình cậu bé. Người hầu nhận ra chú lính chì ngay lập tức. Người hầu rửa qua chú lính chì trước khi đưa chú đến phòng giải trí của cậu bé. Cậu bé vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy chú lính chì của mình. Cậu đặt chú lính chì một chân về vị trí cũ của chú. Chú lính tìm thấy tòa lâu đài, cô vũ nữ, những món đồ chơi và một món đồ chơi mới với hai tay chuyển động và cái chủm chọe tạo ra tiếng động khi nó va vào nhau. Chú lính chì nhận ra rằng cậu bé trông có vẻ phấn khởi hơn với món đồ chơi mới này. Cái nhìn của cô vũ nữ bằng cách nào đó đã an ủi chú. Cô ấy cũng can đảm và không biểu lộ cảm xúc của mình. Chú nghĩ. Trong lúc đó, một vài cậu bé bước vào phòng giải trí. Một trong số đó cầm chú lính chì và ném vào lửa. Không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy. Không lâu sau đó, cánh cửa bật mở và một ngọn gió cũng thổi cô vũ nữ vào lửa. Sáng hôm sau, khi người hầu dọn dẹp lò sưởi, bà tìm thấy một trái tim bằng chì và một bông hồng kim tuyến trong đống tro tàn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thân mến, câu chuyện ngày hôm nay kể cho chúng ta về một chú lính chì dũng cảm. Các bạn thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Hãy comment bên dưới cho cô biết nhé. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.